Tôi sẽ chia sẻ với mấy bà một cái bí quyết mà giúp kem thấm vào da cực nhanh và mau trắng mau lên tông luôn nha mấy bà. Đó là tẩy tế bào chết nha mấy bà. Cực kỳ sai lầm nếu như chúng ta không thường xuyên tẩy tế bào chết giúp cho da của chúng ta thông thoáng lỗ chân lông và những lớp sần bí tích trên da, đội bỏ đi những cái lớp sần sùi trên da, những cái lớp da chết, thì khi đó da của chúng ta sẽ không hấp thụ kem tốt nhất. Mấy bà thấy không, da của tôi nè, cả tuần nay tôi không tẩy mà tôi tẩy da nó lên cợn cợn rất là dơ luôn. Đó là những cái tế bào chết mấy bà phải thường xuyên tẩy, thì khi đó chúng ta xài kem chúng ta thoa kem nó mới thẩm thấu nhanh và nó mau trắng nha mấy bà. Nó mấy bà tẩy ra rồi nhìn da của mấy bà khác hẳn luôn, nó mềm mịn mà da mấy bà nó mát, nó thông thoáng luôn nha mấy bà. Tiếp theo là tôi sẽ tẩy xong rồi tôi sẽ thoa một cái lớp kem Body Collagen X3 Luxury lên nha mấy bà. Các chất kem mấy bà ơi, mở ra một cái tao nó mê tít luôn nha. Mùi thơm lan tỏa lên liền mấy bà ơi, tôi nói nghe cái mùi thơm một cái rồi nha. Xài kem không cần xài một giọt nước hoa, không cần tốn một giọt nước hoa nào luôn nha mấy bà. Chất kem thấm mịn, thẩm thấu nhanh, không vết rít, không lộ vân kem. Đó là những body nào cũng có, cũng đã sở hữu được cái yếu tố đó. Nhưng riêng với Body Collagen X3 Luxury, nó có một cái lớp màng mướt mịn trên da. Mấy bà thấy không, da của tôi nào quá trời tuyệt.